Mitnawat, tước Vương miện Á hậu năm Miss Grand International 2022, Thiên Ân được đề bạt thay thế để giảng hòa với Phan Việt. Miss Grand International 2022, Hoa hậu Hòa bình quốc tế khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Brazil. Isabella Menin, 4 danh hiệu Á hậu lần lượt được trao cho thí sinh Thái Lan, Indonesia, Venezuela và Cộng hòa Séc. 5 người đẹp đồng nhận giải Á hậu năm là thí sinh Mauritius, Campuchia, Puerto Rico, Tây Ban Nha và Colombia. Đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân dừng chân ở top 20 chung cuộc. Cô được vào thẳng nhờ thắng giải bình chọn. Việc trượt top 10 khiến Thiên Ân dường như hụt hẫng. Tuy nhiên, mới đây, phía Miss Grand bất ngờ đăng tải thông tin tước danh hiệu Á hậu năm của đại diện đến từ Mauritius. Cụ thể, trên trang chính thức của Miss Grand International đã viết, Hoa hậu Juna Rinita từ Mauritius đã đưa ra quyết định từ bỏ danh hiệu do cô không thể ký hợp đồng và hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là Á hậu năm. Ngay lập tức, cô ấy không thể sử dụng danh hiệu này. Người được thay thế sẽ được sớm công bố. Tuy nhiên, ngay sau đó, Miss Grand Mauritius vừa đăng tải hợp đồng mà Miss Grand International bắt Miss Mauritius ký là từ bỏ danh hiệu vì không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, lý do cô ấy bỏ thật sự là không đồng tình với cách hành xử của tổ chức Miss Grand International. Việc Miss Grand liên tục vướng thị phi, từ lùm xùm miệt thị ngoại hình của Nawaz đến việc tước danh hiệu của Á hậu năm, khiến nhiều người không khỏi sốc lẫn hoang mang về đấu trường nhan sắc này. Thậm chí, không ít người đặt câu hỏi, phải chăng Miss Grand tước danh hiệu Miss Mauritius là muốn thay cho Thiên Ân nhằm xoa dịu những ồn ào vừa qua? Một số bình luận của cư dân mạng, có khi thế lại hay nha, dính vô các cuộc thi hòa bình này là thấy bất ổn rồi. Chị Brazil có bị phế truất cũng không bất ngờ nha, sẽ thông báo là voi để thành Á hậu năm chứ gì. Á hậu trong rạch xiếc này chị không cần, giờ ổng đang tìm người thay đó, chắc cho voi nữa kìa, khà khà. Mặc dù đó chỉ là dự đoán của cư dân mạng, song một số khán giả cho rằng Thiên Ân không nên nhận danh hiệu này nếu được đề bạt. Có thể thấy, sau phát ngôn của Miss Nawaz về Thiên Ân, tổ chức Miss Grand International phải đối diện với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ khán giả Việt đến quốc tế. Đã có hơn 2,2 triệu tài khoản hủy theo dõi tài khoản Instagram của Miss Grand International khi đoàn Thiên Ân bị loại. Không chỉ gây tranh cãi khi nhận xét đại diện Việt Nam, Miss Nawaz còn bị mỉa mai vì cà khịa đối thủ Miss Universe ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Về vấn đề này, chủ tịch Miss Grand International mới đây bất ngờ đăng tải bài đăng dài trong một đoạn story trên trang cá nhân, thể hiện sự bức xúc về tổ chức Miss Universe. Trong video, ông nói rõ lý do việc cho chiếu đoạn video sử dụng logo Miss Grand International thay thế Miss Universe với hàm ý tổ chức mình đang đứng đầu thế giới. Nguyên nhân Miss Nawaz chia sẻ do nhiều lần bị Miss Universe kiện vì bản quyền. Đồng thời, ông cũng cho rằng Miss Grand International chịu nhiều thiệt thòi hơn sau những phát ngôn từ phía Miss Universe. Tạm dịch từ bài viết của chủ tịch Miss Grand International, lý do Miss Grand International thực hiện đoạn clip thay thế Miss Universe là vì từ năm 2013, Miss Universe từng kiện Miss Grand International dùng logo giống Miss Universe, bắt Miss Grand International phải đổi trong khi nó chỉ giống một vài điểm tương đối. Tới năm 2014, Miss Universe lại kiện Miss Grand International vì sử dụng giải sát USA, nên Miss Grand International phải đổi lại thành tên đầy đủ Zenith State of America và còn rất nhiều thứ nữa mà Miss Grand International phải chịu đựng. Gần đây nhất là Lila, Miss Universe 2011 đăng bài và nói Miss Grand International là cái rạp xiếc. Miss Grand International luôn ở thế bị động chứ. Chính Miss Universe hay sao lại toàn im lặng như thế? Điều này khiến rất nhiều fan beauty lầm tưởng Miss Universe cao quý hơn. Bài đăng của chủ tịch Miss Grand International lại lần nữa khiến fan sắc đẹp bức xúc. Nhiều người cho rằng ông dần dần sự việc đi quá xa và kéo những nhân vật có tên tuổi để giúp tổ chức mình nổi tiếng hơn. Ngoài ra, nhiều netizen truy luận rằng Miss Grand International đang dần thất thế trước lượng follow ngày càng tăng của Miss Universe sau phát ngôn vạ miệng từ phía Nawaz. Giữa làn sóng tranh cãi, Miss Nawaz mới đây cũng vừa có hành động quay xe, hứa đọc hết lời góp ý từ khán giả sau loạt phát ngôn ồn ào. Cụ thể, trên trang cá nhân, chủ tịch Miss Grand International đã cập nhật dòng trạng thái dài. Trong đó, ông hứa hẹn sẽ nỗ lực hoàn thiện hơn tổ chức của mình. Đồng thời, Miss Nawaz khẳng định cuộc thi của mình luôn đảm bảo tính chất lượng và công bằng. Cuối cùng, người đứng đầu Miss Grand International bày tỏ sự thiện chí trong việc đón nhận các bình luận từ cộng đồng fan sắc đẹp về công ty của mình.